Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 25 tháng 10 năm 2021 được phát trên kênh ZQVS. Theo các hộ chăn nuôi, giá heo hơi sẽ tăng vào cuối năm theo quy luật. Trong khi đó, chi phí chăn nuôi giá thức ăn tăng cao khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Trước thực trạng này, nhiều hộ buộc phải treo máng do không đủ chi phí tái đàn. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 8 lần, có loại tăng tới 9 lần, trung bình mỗi lần tăng từ 3 đến 5%. Nguyên nhân một phần là do dịch COVID-19 gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển tăng từ 200% đến 300%. Ngoài ra, chăn nuôi không hiệu quả khiến nhiều trang trại cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn nay chỉ dám nuôi cầm chừng. Một số hộ chăn nuôi đã phải treo chuồng vì không đủ chi phí gánh thêm thua lỗ. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành cho thấy, dự báo giá heo hơi trong những ngày tới sẽ không ngừng liên tục tăng mạnh trên cả nước. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay được thương lái thu mua trong khoảng từ 36.000 đồng 1kg cho đến 42.000 đồng 1kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1kg. Yên Bái neo ở mức 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Lào Cai bán với giá 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Hưng Yên giữ mức giá 42.000 đồng cho đến 44.000 đồng 1kg. Nam Định được ghi nhận từ 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1kg. Phú Thọ neo ở mức 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Thái Bình bán với giá 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1kg. Hà Nam giữ mức giá 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Hà Nội giao dịch ở mức 41.000 đồng cho đến 43.000 đồng 1kg. Ninh Bình neo ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1kg. Tuyên Quang bán với giá 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 35.000 đồng 1kg cho đến 41.000 đồng 1kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1kg. Nghệ An neo ở mức 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Hà Tĩnh bán với giá 36.000 đồng cho đến 38.000 đồng 1kg. Quảng Bình giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Quảng Nam neo ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Quảng Ngãi bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Bình Định giữ mức giá 35.000 đồng cho đến 37.000 đồng 1kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Đắk Lắk neo ở mức 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1kg. Ninh Thuận bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Bình Thuận giữ mức giá 39.000 đồng cho đến 41.000 đồng 1kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 37.000 đồng 1kg cho đến 42.000 đồng 1kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Đồng Nai neo ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Bình Dương giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1kg. Long An neo ở mức
38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 40.000 đồng cho đến 42.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 37.000 đồng cho đến 39.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 38.000 đồng cho đến 40.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 140.000 đồng 1 kg. Sườn già heo 90.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai 130.000 đồng 1 kg. Đuôi heo 90.000 đồng 1 kg. Mỡ heo 45.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 110.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi heo trong thời gian qua khi bệnh này không thể chữa và chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, việc có vaccine phòng tả heo châu Phi có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Do vậy, công tác phòng dịch trên đàn gia súc cần được thực hiện quyết liệt hơn với những giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới. Bên Bộ cũng đã đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lưu thông để đảm bảo cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng đến thời điểm này chưa có hy vọng gì về việc giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm. Bởi lẽ hiện nay quá trình vận chuyển nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam vẫn gặp trục trặc, chi phí vận chuyển các mặt hàng này tăng cao từ 200 đến 300% so với trước. Việt Nam nhập khẩu tới trên 90% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nên khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy hàng loạt chuỗi cung ứng, giá thành vận chuyển tăng cao. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 1.498 xã của 50 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 23.000 con heo, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Một số hộ chăn nuôi còn giấu dịch khi heo mắc bệnh không khai báo mà tự ý lấy mẫu gửi xét nghiệm, cố tình giết mổ để tiêu thụ. Giao thương buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh vào các tháng cuối năm. Nhận định thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát rất cao. Để khẩn trương phòng chống và khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Để duy trì ổn định sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, các địa phương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực chăn nuôi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến luật chăn nuôi và các văn bản khác có liên quan đến người chăn nuôi. Nhiều địa phương cũng tập trung phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, kế hoạch, tăng tỷ lệ chăn nuôi quy mô trang trại, có lộ trình để di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!